tháng 1 này, một sự kiện vô cùng được mong đợi sẽ diễn ra. Những ngôi sao hàng đầu, thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, thể dục aerobic, khiêu vũ thể thao sẽ cùng hội tụ và tỏa sáng trong sự kiện tôn vinh tài năng và đẳng cấp. Hãy cùng đến và thưởng thức liên hoan các ngôi sao thể dục và khiêu vũ thể thao Việt Nam 20 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2016 tại nhà thi đấu thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Năm 2015 là một năm thi đấu thành công đối với các vận động viên thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, aerobic, dance sport. Từ lâu, thể dục dụng cụ Việt Nam đã đạt tới đẳng cấp vượt xa tầm SEA Games. Thành tích 9 huy chương vàng trên tổng số 16 nội dung trên đất Singapore chính là minh chứng cho điều đó. Đơn cử một Hà Thanh dù thi đấu ở phong độ thấp nhất của mình do chấn thương dai dẳng vẫn đủ sức đoạt 3 huy chương vàng. Và quan trọng hơn cả bộ sưu tập 9 tấm huy chương vàng là sự tiếp tục vun đắp và nâng tầm một lứa vận động viên trẻ tài năng như Hoàng Cường, Lê Thanh Tùng, Đỗ Thị Vân Anh và Đinh Phương Thành. Ở bình diện thế giới, những gương mặt này tiếp tục giành thêm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. So với thể dục dụng cụ, aerobic cũng không hề kém về thành tích. Đội tuyển aerobic quốc gia với những gương mặt Phan Thế Gia Hiển, Đào Ngọc Huy, Trần Hà Vi, Vũ Ngọc Ánh, Bùi Minh Phương đã giành 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng tại các giải thế giới. Còn tại giải vô địch châu Á được tổ chức tại Việt Nam, đội thể dục aerobic đã thắng lớn với 10 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Năm 2015 khép lại với những thành công rực rỡ để tạo tiền đề cho một năm 2016 nhiều thử thách. Các vận động viên Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại những giải đấu lớn, đặc biệt là sân chơi Olympic. Chắc chắn họ sẽ thi đấu hết sức mình để mang về vinh quang cho Tổ quốc. Sau lần tổ chức đầu tiên rất thành công vào năm 2013, năm nay, gala các ngôi sao thể dục và khiêu vũ thể thao Việt Nam lần thứ hai sẽ trở lại với khán giả Hà Nội. Sự kiện này tiếp tục là nơi hội tụ của những gương mặt tiêu biểu nhất, tài năng nhất ở đẳng cấp châu lục và thế giới của thể dục Việt Nam ở tất cả các bộ môn: thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, thể dục aerobic, khiêu vũ thể thao. Đây là một chương trình mang tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp cao, nhằm giới thiệu các môn thể dục và khiêu vũ thể thao tới khán giả. Qua đó cũng góp phần đẩy mạnh và phát triển phong trào luyện tập thể dục và khiêu vũ thể thao trong cả nước. Gala các ngôi sao thể dục và khiêu vũ thể thao Việt Nam lần thứ hai là một chương trình thể thao nhưng được tổ chức theo kiểu sự kiện. Trong chương trình này, thể thao sẽ mang một diện mạo mới, đề cao tính nghệ thuật thay vì thi đấu. Chương trình sẽ mang tới cho người xem những màn biểu diễn đặc sắc, đồng thời cũng là nơi tôn vinh những vận động viên tài năng và tri ân những người có đóng góp lớn đối với nền thể dục Việt Nam. Cũng trong đêm gala lần này, ngành thể dục thể thao sẽ trao tặng bằng khen cho các vận động viên đạt thành tích cao trong thời gian qua. Với những màn trình diễn mang đẳng cấp quốc tế, đầy cảm xúc và ý nghĩa, gala các ngôi sao thể dục và khiêu vũ thể thao Việt Nam lần thứ hai chắc chắn sẽ là một sự kiện không thể bỏ qua đầu năm 2016 này.